Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 4 tuần 4 trang 42-43. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy câu quảng cáo thì hãy nhấn vào xem để ủng hộ thầy Liêm có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung của bài hôm nay. Đó là tập làm văn cốt truyện. Một là mã nhận xét. Một, ghi lại những việc chính. Những sự việc chính trong truyện Giấy Mèn Bên Vực Kẻ Yếu. Thì ở truyện Giấy Mèn Bên Vực Kẻ Yếu thì chúng ta đã được tìm hiểu ở những tuần trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại và ghi lại những cái sự việc chính trong truyện này. Thì ở đây những cái sự việc chính trong truyện Giấy Mèn Bên Vực Kẻ Yếu là: Giấy Mèn gặp nhà trò đang gục đầu khóc bên tảng đá. Giấy Mèn gặng hỏi, nhà trò kể lại tình cảnh khốn khó, bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt. Giấy Mèn đã phẫn nộ cùng nhà trò đi đến chỗ mai phục của bọn nhện. Gặp bọn nhện, Giấy Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm hại nhà trò. Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo, nhà trò được tự do. Như vậy đây là những cái sự việc chính trong truyện Giấy Mèn. Rồi tiếp theo câu 2, chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện, vậy theo em cốt truyện là gì? Thì nếu mà ở đây chuỗi sự việc nêu trên được gọi là cốt truyện, vậy thì cốt truyện là chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Rồi tiếp theo câu 3, cốt truyện gồm những phần nào, nêu tác dụng của từng phần. Thì cốt truyện thường gồm có 3 phần. Mở đầu là sự việc, khơi nguồn cho các sự việc khác. Trong truyện Giấy Mèn Bên Vực Kẻ Yếu là một sự việc. Giấy Mèn bắt gặp nhà trò đang ngồi khóc bên tảng đá. Diễn biến thì các sự việc chính kế tiếp theo nhau, nói lên tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện. Các sự việc B, C, D. Kết thúc thì là kết quả của các sự việc ở phần mở đầu và phần diễn biến sự việc. Rồi như vậy chúng ta sẽ qua phần 2 la mã là ghi nhớ. Ghi nhớ 1. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. 2. Cốt truyện thường có 3 phần, mở bài, mở đầu, diễn biến và kết thúc. Rồi tiếp theo 3 la mã luyện tập. 1. Truyện cổ tích Cây Khế bao gồm các sự việc chính sau đây. A. Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có. B. Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế. C. Người anh biết chuyện, đổi gia tài của mình lấy cây khế, người em bằng lòng. D. Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng. Câu E. Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng. G. Người anh bị rơi xuống biển và chết. Thì ở câu 1 này, đề bài yêu cầu chúng ta là hãy sắp xếp các sự việc trên thành cốt truyện. Thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự cho đúng, đó là B, D, A, C, E và G. Rồi tiếp theo câu 2. Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện Cây Khế. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái cốt truyện, đó là: Một là cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế. Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
Và chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có. Bốn người anh biết chuyện, đổi xa tài mình lấy cây khế, người em bằng lòng. Năm, chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ. Nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng. Sáu là người anh bị rơi xuống biển và chết. Thì đây là gợi ý cốt truyện. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo một bài văn sau đây do giáo sư Đỗ Bình Trực soạn, hai anh em với cây khế. Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cha mẹ đều chết cả. Họ ở với nhau, được ít lâu người anh lấy vợ. Không muốn cho em ở chung với mình, hai vợ chồng người anh bèn chia gia tài. Khi chia của do cha mẹ để lại, hai vợ chồng người anh chiếm hết mọi tài sản quý giá. Chỉ để lại cho người em một mảnh vườn, trong đó có một cây khế ngọt. Người em không phàn nàn, chỉ lo làm thuê làm mướn và chăm bón cho cây khế. Đến mùa khế ra quả, một hôm bỗng có một con chim phượng hoàng đến đậu, ăn hết quả này sang quả khác. Anh than với chim rằng, cơ nghiệp của tôi chỉ có một cây khế, và đi một cây khế, mỗi một cây khế. Chim ăn hết, tôi biết trông cậy vào đâu. Chim phượng hoàng bảo, ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba ghen, mang đi mà đựng. Rồi đó, chim đưa anh đến một hòn đảo biển xa, đầy vàng bạc châu báu. Theo lời chim dặn, anh chỉ lấy vừa được đáy túi ba gang và được chim đưa trở về vườn cũ. Từ đó, người em trở nên giàu có. Thấy em giàu có, người anh hỏi biết sự tình, liền năn nỉ xin đổi tất cả gia sản của mình để lấy cây khế. Chiều lòng anh, người em cho đổi. Đến mùa khế ra quả, chim phượng hoàng lại đến ăn. Người anh siêu đổi ầm ĩ, chim cũng nói như trước. Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba ghen, mang đi mà đựng. Vốn tính tham lam, hắn may giấu một cái túi sáu ghen. Chim cũng chở hắn tới hòn đảo nọ ngoài biển xa đầy vàng bạc châu báu. Hoa mắt lên khi thấy nhiều của quý, hắn lay hoay mãi mà không biết lấy những thứ gì, bỏ thứ gì. Chim sụt trở về, hắn vội nhét vào ngọc đầy túi sáu gan, lại dắt thêm khắp người. Khi hắn leo lên lưng chim, chim phải đập cánh ba lần mới cất nổi mình lên. Chim cố sức bay qua biển rộng nhưng người quá nặng, chim lảo đảo trao cánh, thế là người anh rơi xuống biển sâu cùng với túi vàng ngọc. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi tiếng Việt 4, tập làm văn trang 42. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.